Hồi thứ 78. Tây phương hai vị phá Chu Tiên. Ba vị Tam Thanh vừa giao chiến với Thông Thiên Giáo Chủ là do Lão Tử làm phép hiện ra. Chỉ trong một giờ thì tan mất. Lão Tử cố làm cho Thông Thiên Giáo Chủ rối trí mà thôi. Thấy phép mình gần mãn, Lão Tử ngâm lên một bài kệ: Hồng Quân truyền phép đạo đa thành, làm chủ thần tiên độ chúng sinh. Biết thử ba hình ai dễ biết, cho hay nguyên khí hóa Tam Thanh. Lão Tử ngâm vừa dứt, nghe tiếng chuông inh ỏi. Ba ông biến mất, chỉ còn lại một Lão Tử mà thôi. Thông Thiên Giáo Chủ thất kinh, nhìn sững, bị Lão Tử đập cho ba gậy. Đa Bảo đạo nhân thấy thầy mình bị đánh, nổi giận ngâm: Bích Du môn đệ học đông đầy, nỡ để cho ai phạm đến thầy. Nay quyết chỗ tài không lẽ nhịn, cự cùng sư bá một phen này. Đa Bảo đạo nhân ca rồi, cầm gươm vào chém Lão Tử. Lão Tử cười lớn nói: Hột trâu bằng hột thóc, cũng chiếu hảo quang. Nói rồi đưa gậy ra đỡ và quăng tấm nệm, truyền Huỳnh Cân lực sĩ, gói Đa Bảo đạo nhân đem bỏ tại Đảo Viên, cung Huyền Đô, chờ lúc về sẽ xử tội. Huỳnh Cân lực sĩ tuân lệnh, dùng tấm nệm ấy bắt Đa Bảo đạo nhân đem đi. Còn Lão Tử ra khỏi trận, trở về Lư Bổng. Nguyên Thể bước ra đón vào và hỏi: Nay đạo huynh ra trận thế nào? Lão Tử nói: Trận giữ ghê hồn, phá gấp không được đâu. Tuy vậy, ta cũng đánh Thông Thiên ba gậy và bắt Đa Bảo đạo nhân đem về cung Huyền Đô. Nguyên Thể nói: Trận này bốn cửa có bốn cây gươm giữ, vậy phải có bốn người đại thần thông vào bốn cửa một lượt thì mới phá nổi. Lão Tử nói: Hai anh em mình phá được hai cửa, còn hai cửa nữa thiếu người. Nội trong đám môn đồ chúng ta nhắm không ai vào trận ấy được, biết làm sao? Hai vị giáo chủ trầm mặc, ngồi buồn không biết phải làm sao giải quyết công việc khó khăn này. Các đệ tử đứng hầu thấy thế đều lo lắng. Nhiên Đăng bước tới thưa: Đệ tử có thể đảm đương được trách nhiệm này chăng? Lão Tử nói: Bốn cây gươm ấy Thông Thiên Giáo Chủ luyện rất nhiệm màu. Nó là loại Chu Tiên. Nếu kẻ nào chưa đủ mức thần thông đều bị nó chém giết. Nguyên Thể nói: Ta đây vào xem bốn cửa mà còn bị gươm ấy chém đứt bốn bông sen. Các ngươi xem đó thì biết bốn cây gươm ấy lợi hại giờ nào rồi. Các đệ tử xiển giáo nghe chủ mình nói vậy đều giận óc, không còn dám có ý khinh khỉ nữa. Giữa lúc đang bối rối, sảy thấy Quảng Thành Tử bước vào bẩm: Có hai đạo sĩ ở Tây Phương đến ra mắt. Nguyên Thể và Lão Tử đều ra rước vào Lư Bổng. Sau khi hai bên thổ lễ, Lão Tử nói: Chắc hai vị đạo sư đến đây giúp chúng tôi phá trận Chu Tiên để tiếp dẫn những người có đức về Tây Phương. Chúng tôi đang bí lối tính đi thỉnh hai vị thì hai vị đã đến đây, thật may lắm. Chuẩn Đề nói: Tôi thấy ao sen bên Tây Phương hơn 200 bông nở, biết nhiều người phước đức gần thành, lại nhìn qua bên Đông và Nam hào quang hơn 200 đạo, nên tôi tìm đến rước kẻ tu hành. Lão Tử nói: Đạo sư đến đây thật hợp với cơ trời. Chuẩn Đề hỏi: Bốn cây gươm phép ấy là vật tiên thiên, sao lại về tay Triệt Giáo? Lão Tử nói: Nguyên thuở xưa, bốn cây gươm ấy thầy tôi cất dưới núi Vân Bảo, cốt không trao cho giáo hệ nào, vì biết nó là gươm độc. Sau đó Thông Thiên Giáo Chủ lấy được đem về cất ở Bích Du Cung. Ngày nay lại đem xuống trần lập trận giữ. Đó cũng là số trời khiến thần tiên mắc nạn. Chuẩn Đề nói: Nhị vị đạo huynh định bao giờ phá trận? Lão Tử nói: Trận có bốn cây gươm, treo bốn cửa,
nếu không có đủ 4 vị thần thông vào một lúc thì không phá được. Nay đại sư đến đây giúp chúng tôi thì được 3 người rồi, chỉ còn thiếu 1. Chuẩn Đề nói, như vậy để tôi về hỏi Tây Phương giáo chủ là tiếp dẫn đạo sư, nếu thuận ý thì cùng tôi đến đây giúp 2 vị phá trận này thì tiện lắm. Nói rồi từ giã ra đi. Đến Tây Phương, Chuẩn Đề vào ra mắt tiếp dẫn đạo sư. Tiếp dẫn đạo sư hỏi, đại sư xuống Đông Độ sao trở về vội như thế? Chuẩn Đề nói, tôi thấy đệ tử trong Xiển giáo và Triệt giáo có nhiều người chiếu hào quang. Nay Thông Thiên giáo chủ lập trận chu tiên, trận ấy có 4 cửa, 3 người phá không được, nên phải thỉnh sư huynh. Nếu sư huynh thấy tiện thì cũng nên xuống đó phá trận, rước người công quả. Tiếp dẫn đạo sư nói, Tây Phương là chốn thanh tịnh, không xen vào chuyện hồng trần, tôi e phá trận không kham, hoài công tiếp dẫn. Chuẩn Đề nói, đại sư phá được trận chu tiên. Tiếp dẫn đạo sư thuận lời, theo Chuẩn Đề xuống ải giới bài. Quảng Thành Tử thấy 2 vị đạo sư Tây Phương đến, liền vào bạch với Nguyên Thủy. Lão Tử và Nguyên Thủy đồng ra ngoài nghênh tiếp. Sau khi chủ khách an tọa, Lão Tử tỏ lời cảm ơn và nói, nay có 2 vị đại sư đến đây giúp thì đủ sức phá trận chu tiên rồi. Tiếp dẫn đạo sư nói, bần đạo muốn rước người giải công về Tây Phương, nên từ giã trốn thanh tịnh đến đây, mong cho sớm xong việc. Nguyên Thủy nói, 2 vị ở Tây Phương đã không muốn lưu lại trốn trần tục, thì chúng ta cũng nên tính chuyện phá trận cho sớm. Lão Tử nói, sư đệ khá xếp đặt sẵn sàng, ngày mai phá trận. Nguyên Thủy gọi 4 người đồ đệ là Ngọc Đảnh Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử đến bảo xòe tay ra cho mình họa bùa vào và dặn, các ngươi hễ nghe trong trận chu tiên lửa vang sấm dậy thì chạy vào giật 4 cây gươm đem về để ngày sau ta có việc dùng đến. Lại dặn Nhiên Đăng, ngươi đứng trên cao mà đón, hễ thấy Thông Thiên chạy lên thì dùng sâu chuỗi Định Hải Châu mà đánh cho té xuống, làm cho chúng thấy Xiển giáo thần thông. Dạng ngày, các tiên gióng chuông vang rền, 4 ông đi trước, các đệ tử theo sau, đến trận chu tiên, sai người báo Thông Thiên hay trước. Thông Thiên giáo chủ vội dắt học trò ra cửa lục tiên, gặp Chuẩn Đề và tiếp dẫn đạo sư, liền hỏi, 2 ông ở Tây Phương là nơi thanh tịnh, tìm đến trận này làm gì? Chuẩn Đề nói, anh em chúng tôi ở Tây Phương đến đây rước người phước đức, xin đạo hữu nghe lời này. Mình những bông sen biến hóa ra, Tây Phương thanh tịnh mặc ta bà, 3 hoàn xá lợi cao vòi vòi, 1 hột minh châu chiếu sáng lòa, sâu chuỗi bồ đề vui thú vị, nhành cây thất bảo đánh tà ma, xem qua Đông Độ nhiều người thiện, rước đến Linh Sơn ở 1 nhà. Thông Thiên giáo chủ nói, các người ở Tây Phương, tôi ở Đông Độ, sao lại muốn rước học trò chúng tôi? Chuẩn Đề nói, kẻ có phước mới được rước về chốn thanh tịnh, còn đạo là tình thương, không kể lĩnh vực. Thông Thiên giáo chủ nói, các người nói sai rồi, tư tưởng có lĩnh vực tư tưởng, nếu không có lĩnh vực thì không có giáo hệ, mặc dầu đạo nào cũng lấy gốc ở tình thương, nhân đạo, tu hành, song mỗi đạo có một ý nghĩa của nó. Đồ đệ của giáo hữu không là đồ đệ của Triệt giáo, ngược lại, đồ đệ của Triệt giáo không thể trở thành đồ đệ của giáo hữu được. Chuẩn Đề nói, đành vậy, song ai cũng có quyền lựa chọn đường lối tu hành của mình, thì Tây Phương và Đông Độ tuy là 2 lĩnh vực ngăn cách, song ý thức giáo đạo vẫn được tự do, không ngăn cách bao giờ. Thông Thiên giáo chủ nói, vũ trụ mênh mang, người có phúc và vô phúc, người có đức và thất đức, không thiếu gì,
tại sao phải tìm đến trận này nhắm vào tín đồ triệt giáo chúng tôi để tìm môn đồ đem về Tây Phương? Chuẩn Đề nói, đạo hữu chưa rõ, cho chúng tôi có ác ý. Thực ra vị đạo hữu lập trận giữ, người lành phải lâm nạn, nên chúng tôi phải đến đây độ người lành, không để họ chịu xa vào kiếp luân hồi. Đó là thiện chí của chúng tôi. Thông Thiên giáo chủ cười lớn, tôi e đó chỉ là lời ngụy biện để che đậy hành vi đen tối của mình. Tây Phương là chỗ thanh tịnh, quý vị bỏ trốn thanh tịnh đến đây giúp người giữ đang lăm le một cuộc sát kiếp, sao lại bảo là mình độ người lành? Nếu quý vị không tham gia vào trận này, không giúp cho kẻ tạo sát kiếp, thì làm gì có những vong hồn bị đày đọa trong luân hồi nhúng tay vào việc giết người để độ người? Đó là chuyện cướp đoạt linh hồn mà thôi. Chuẩn Đề nói, đâu phải chúng tôi gây ra chuyện chém giết. Chuyện chém giết chính là do hai phái hệ của Đông Độ gây ra. Cái nhân đã đặt ra rồi, thì cái quả tất nhiên phải có. Chúng tôi nhúng tay vào chỉ là thêm vào cái nhân để tạo cái quả bớt thảm khốc hơn. Thông Thiên giáo chủ nói, quý vị tự cho mình tài cao, có thể dùng áp lực buộc tôi phải tùng phục sao? Chuẩn Đề nói, không phải chuyện tùng phục, mà là chuyện nhịn nhục để không sinh ra cảnh bạo tàn. Thông Thiên giáo chủ nói, đây là việc tranh chấp riêng giữa hai phái hệ Đông Độ, chính quý vị xen vào là trái luật, và lại sự giúp đỡ của quý vị chưa chắc đã làm cho cuộc tranh chấp chúng tôi bớt thảm khốc, mà tôi e còn thảm khốc hơn. Xin quý vị nghe đây. Ngũ hành độn thấu khắp nơi nơi, muôn kiếp muôn năm chẳng đổi rời. Hai chữ vô vi bảy mối đạo, một câu bất động sửa cơ trời. Trường sinh sẵn có phương tìm thuốc, trí đức nào không việc giúp đời. Biến hóa huyền công ra cứu thế, chi màng thanh tịnh cứ vui chơi. Chuẩn Đề nói, Thông Thiên đạo hữu chớ tranh cao thấp làm chi, xin dẹp trận này, lấy chữ hòa làm quý. Chúng ta đã không mích lỏng nhau, lại không gây ra một cuộc sát kiếp vô ích, tổn thương đến các môn đồ. Thông Thiên nói, nếu có một cuộc sát kiếp, thì nguyên nhân là do hai vị đã đến đây giúp kẻ giữ gây ra. Chuẩn Đề nói, đạo hữu nói sai rồi, chúng tôi không đến đây, trận chu tiên vẫn phải sinh ra sát kiếp. Hai vị giáo chủ xiển giáo không bao giờ để cho trận chu tiên của đạo hữu cản trở việc chinh đông. Như vậy, hai bên đều dẫn nhau đến bờ vực thẳm cả, mà kết cuộc chỉ khổ đau cho các môn đồ đức hạnh. Thông Thiên giáo chủ cãi lại, tôi không cho lời ấy là đúng. Nếu không đủ tài năng, ai dám phá trận chu tiên này mà sinh ra ác sát, chúng tôi sẽ dùng lực lượng tương quan mà bảo tồn lẽ sống. Trong vũ trụ, nếu sức áp chế và sức phản ứng tương quan sẽ không bao giờ đi đến tiêu diệt cả. Vạn hữu chỉ bị tiêu diệt khi nào sức chống chọi của cá thể mình bị yếu đuối, không đủ sức chống lại với áp lực của cá thể khác. Mạnh được, yếu thua cũng là luật tự nhiên của vũ trụ. Thôi, chúng ta đã nói bấy nhiêu lời cũng đủ, tôi đã lập trận rồi, không bao giờ chịu dẹp. Quý vị muốn phá, xin vào trận. Dứt lời, Thông Thiên giáo chủ trở vào trận. Nguyên Thủy nói với các đạo hữu, chúng ta cùng phá bốn cửa một lần. Tiếp dẫn nói, tôi vào cửa Nam. Lão Tử nói, tôi vào cửa Tây. Chuẩn Đề nói, tôi vào cửa Bắc. Còn cửa Đông thuộc phần Nguyên Thủy. Bốn người lãnh trách nhiệm xong, chia nhau vào trận. Nguyên Thủy cưỡi tứ bất tướng xông vào cửa chu tiên. Thông Thiên giáo chủ đứng trên đài bát quái, vỗ tay một cái, sấm nổ vang trời, gươm thiêng chuyển động. Nguyên Thủy hiện hào quang chiếu sáng có bông sen cản, nên gươm không xa xuống được. Nguyên Thủy đứng trong cửa chu tiên, bình yên vô sự. Tiếp dẫn đạo sư vào cửa lục tiên. Thông Thiên giáo chủ cũng vỗ tay, sấm nổ vang trời, gươm báu du lên. Tiếp dẫn hạ ba viên xá lợi chiếu lên, hào quang sáng chói, gươm lục tiên đứng sững,
Tiếp dẫn cũng đứng yên mà chờ. Lão Tử vào cửa hãm tiên, Thông Thiên cũng vỗ tay sấm nổ, gươm hãm tiên bay lên. Lão Tử hiện linh lung bảo pháp chiếu hào quang, gươm hãm tiên dừng lại. Lão Tử đứng đó mà chờ. Còn Chuẩn Đề đến cửa tuyệt tiên, Thông Thiên giáo chủ cũng vỗ tay sấm nổ vang trời, gươm tuyệt tiên bay lên lượn qua lượn lại. Chuẩn Đề cầm nhành cây thất bảo hiện bông sen cả ngàn, gươm ấy dừng lại. Chuẩn Đề đứng lại mà chờ. Bấy giờ bốn vị đã vào đổ mặt. Lão Tử kêu Thông Thiên giáo chủ nói: Thông Thiên, chúng ta đã vào đổ bốn cửa rồi, muốn làm cách nào thì làm thử. Thông Thiên giáo chủ vỗ tay bốn cái, sấm dậy ầm ầm, trận chu tiên tu tủa hào quang, giáo gươm bao phủ, lửa dậy phừng phừng, gió bay nghìn nghịt. Thông Thiên giáo chủ cầm gươm phép chém tiếp dẫn. Tiếp dẫn đưa phất chủ ra đỡ, bông sen ngũ sắc cản gươm lại. Tiếp đó, Lão Tử cầm gậy xông vào, Nguyên Thủy cầm ngọc như ý đánh tiếp. Chuẩn Đề dùng mình hiện ra 18 tay, cầm đủ các món binh khí và bảo pháp, lại kêu lớn: Đạo hữu tới đây cho mau. Tức thì chim khổng tước bay đến trợ lực, Thông Thiên giáo chủ đỡ không kịp, bị Lão Tử đánh trên lưng một gậy. Nguyên Thủy đánh ngọc như ý ngang vai, Chuẩn Đề đánh một gia kỳ sử nhằm đùi. Thông Thiên giáo chủ té xuống khuê nghiêu, liền độn thổ bay lên, bị Nhiên Đăng quăng Định Hải Châu đánh ngã xuống. Còn bốn vị đệ tử xiển giáo ở ngoài trận, thấy sấm chớp vang lừng, lửa dậy gió rung, liền xông vào giữa trận giật gươm. Quảng Thanh Tử lấy được gươm chu tiên, Xích Tinh Tử lấy được gươm lục tiên, Ngọc Đảnh Chân Nhân lấy được gươm hãm tiên, Đạo Hạnh Thiên Tôn lấy được gươm tuyệt tiên. Bốn cây gươm báu bị đoạt hết, trận chu tiên tan vỡ. Thông Thiên giáo chủ hóa hảo quang bay đi. Các đệ tử triệt giáo thấy thầy mình thua trận, lén trốn chạy về động. Nguyên Thủy thấy phá trận tan nát, đắc ý cười lớn và ngâm: Thông Thiên giáo chủ lập chu tiên, bốn cửa treo gươm ý chẳng hiền, can gián nhiều lần không chịu dẹp, tan tành một trận mới đành kiêng. Bị thương cũng bởi khoe gan mật, chịu nhục chỉ vì tính đảo điên, cho biết phép tà không lại chính, cãi trời bao thủa được yên bình. Bốn vị phá trận xong đồng trở lại Lư Bồng. Nguyên Thủy nói: Vì xích mích giữa hai giáo phái chúng tôi nên nhọc sức hai vị đại sư đến giúp, ngày sau xin tạ ơn. Lão Tử nói: Thông Thiên cãi lời làm sao nên việc được. Các đệ tử ta đã gần dứt việc hồng trần, Hương Thượng lo lấy ải giới bài, còn chúng ta về núi. Nói rồi cùng nhau giã biệt. Chuẩn Đề tiếp dẫn về Tây Phương, Nguyên Thủy về cung Ngọc Hư, Lão Tử về cung Huyền Đô Bát Cảnh, còn các tiên ai về động nấy. Tử Nha trở lại Tị Thủy Quan. Võ Vương thấy Tử Nha về ải, mừng rỡ nói: Thượng phụ đi phá trận dữ, ta nghe có hội chư tiên nên không dám sai người đi thăm viếng. Tử Nha tâu: Cũng nhờ hồng phước chúa công nên có đại tiên đến giúp sức, ngày nay phá trận đã xong, ngày mai lo lấy ải giới bài. Võ Vương truyền dọn tiệc đãi đẳng. Bấy giờ Thông Thiên giáo chủ bị Lão Tử đập một gậy, Chuẩn Đề đánh một gia kỳ sử dê mình, lại bị mất bốn cây gươm, lại bị nhục một trận nên hổ thẹn, không trở về cung Bích Du, dắt đệ tử đến núi Tử Chi, lập đàn luyện phép, làm một cây phướng sáu lá, gọi là Lục Hồn Phang. Một lá đề tên Tiếp Dẫn Đạo Sư, một lá đề tên Chuẩn Đề Đạo Sư, một lá đề tên Lão Tử, một lá đề tên Nguyên Thủy, một lá đề tên Khương Tử Nha, một lá đề tên Võ Vương Cơ Phát. Thông Thiên giáo chủ ngày đêm luyện phép, để sau này lập trận vạn tiên, dùng phướng ấy rửa nhục. Đây nói về ải giới bài. Chủ tướng là Từ Cái, nghe đại binh Tử Nha kéo đến, thương nghị với các tướng. Bình chủ lấy ải Tị Thủy đã lâu mà chưa xâm phạm ải giới bài. Ta nghe Đa Bảo đạo nhân lập trận chu tiên đón đường,
nên binh Chu tiến không được, chưa biết hai bên thắng bại lẽ nào. Ta lợi dụng cơ hội này cho người đem sớ về kinh xin thêm binh tiếp viện. Các tướng đồng khen phải, Từ Cái viết sớ sai người đem về Triều Ca. Ngày ấy nhằm phiên Cơ Tử Bình Chính, Cơ Tử xem sớ kinh hãi nói: Khương Thượng đã lấy ba ải Tị Thủy, Giai Mộng và Thanh Long, nay đã đến ải Giới Bài, binh thế mạnh vô cùng, việc này như lửa cháy, không thể xem thường. Nói rồi ôm biểu đến Lục Đài vào chầu Vua Trụ. Vua Trụ xem qua thất kinh phán: Khương Thượng đã làm lộng, cướp hết ba ải của trẫm, vậy phải lo thêm binh tướng trừ nó mới yên. Cơ Tử tâu: Nay bốn phương đều có giặc, nhưng ngại nhất là việc Khương Thượng tôn Cơ Phát làm võ vương, có ý thâu tóm thiên hạ, nên hưng binh sớm chinh phạt vào lấy ngũ quan. Ấy là bệnh trong tim, không phải ghẻ chốc bên ngoài. Xin bệ hạ bớt vui say, lo đường tiến thủ, lấy xã tắc làm trọng, cơ nghiệp là hơn. Cơ Tử tâu xong xuống đài, Trụ Vương ngồi một mình buồn bã. Bỗng có Đắc Kỷ và Hồ Hỉ Mị bước ra. Đắc Kỷ thấy mặt vua rầu rầu, liền hỏi: Vì cớ nào bệ hạ không vui? Trụ Vương nói: Hiện nay bốn phương giặc giã như ong, Khương Thượng phò Cơ Phát chiếm mất ba thành, binh tướng phái ra trận đều chết hết, trẫm không buồn sao được. Đắc Kỷ mỉm cười nói: Lẽ nào bệ hạ không hiểu điều ấy mà buồn bực? Đắc Kỷ nói: Các quan trấn ải và quan đại thần sinh tệ, lấy việc binh đao mà dối bệ hạ, để lĩnh lương tiền cho nhiều, chia nhau làm giàu, bệ hạ không biết, buồn giàu thật vô ích. Trụ Vương nghe nói liền hỏi: Binh tướng sai ra trận không có người về, sao Ái Khanh lại bảo là dối gạt? Đắc Kỷ nói: Chúng lập mưu nhau ngoài ải, bệ hạ biết làm sao, và lại việc giặc giã chỉ có một, chúng nói lên 10 để làm cho bệ hạ sợ mà trọng chúng. Vua Trụ ngẫm nghĩ rồi nói: Nếu chúng dâng biểu nữa thì tính làm sao? Đắc Kỷ tâu: Chém đầu kẻ dâng sớ thì chúng giật mình, không dám làm điều dối trá nữa. Vua Trụ khen ngợi, truyền chém sứ bêu đầu. Cơ Tử nghe tin Trụ Vương chém sứ, kinh hãi vào tâu: Vì cớ nào mà bệ hạ chém sứ? Trụ Vương phán: Hoàng bá chưa rõ, ấy là tại các quan trấn ải đặt điều, lấy việc chiến trinh mà đòi hỏi triều đình, phải cung cấp lương tiền để chúng chia tay nhau hưởng lợi, nếu không làm như vậy, tình trạng ấy còn mãi. Cơ Tử tâu: Khương Thượng đăng đàn bái tướng, kéo quân vào ngũ quan, việc ấy thiên hạ ai không biết, sao lại đổ thừa cho quan trấn ải đặt điều? Nếu bệ hạ không thêm binh lương mà chém sứ, thì các tướng ai còn đem thân chống giặc cứu sơn hà? Trụ Vương nói: Trẫm xem ải Huỳnh Hà và Mạnh Tân là hai nơi hiểm trở, dầu Tử Nha có 60 vạn quân cũng không thể vượt hai nơi đó mà vào đến Triều Ca. Hoàng bá cứ yên lòng, đừng lo lắng gì hết. Cơ Tử thở dài, rưng rưng nước mắt bước xuống lầu. Có bài thơ rằng: Thuở trước Thành Thang dựng nghiệp vương, chư hầu tùng phục khắp bốn phương, 600 năm lẻ thành cơ nghiệp, nay lại về Chu thật bất ngờ. Bấy giờ Khương Thượng đóng quân tại Tị Thủy, vào bàn với Võ Vương: Xin chúa công ở lại đây, để lão thần kéo binh tướng đến đánh ải Giới Bài, chừng nào lấy được ải sẽ xin thỉnh giá. Võ Vương nói: Mong thượng phụ đến Mạnh Tân sớm để hội chư hầu, rồi lo việc kéo quân về nước. Tử Nha Tử Tạ Võ Vương phát pháo khai thành, kéo quân đến ải Giới Bài, đóng trại cách 80 dặm. Từ Cái hay tin liền dẫn các tướng lên mặt thành xem thử, thấy cờ đỏ một màu, binh uy nghiêm chỉnh. Từ Cái nói với các tướng: Tử Nha là gã đạo sĩ núi Cô Lôn, song xuống thế là một ngư phủ, vậy mà lúc dùng binh chẳng thua một danh tướng. Tiên Phong Vương Báo và Bành Tân đồng nói: Chủ tướng khen địch làm hạ giá trị của mình, để ngày mai chúng tôi ra bắt sống Khương Thượng, giải về Triều Ca trị tội. Từ Cái không tin,
buồn bã xuống thành sửa soạn khí giới chờ lúc giao chinh. Hôm sau, Khương Thượng sắp đặt an bài, ngồi trên trướng họp các tướng đủ mặt hỏi: "Hôm nay ai muốn ra binh thắng trận đầu?" Ngụy Bôn xin xuất trận, rồi dẫn binh đến trước ải giới bài khiêu chiến. Quân vào báo lại, Từ Cái thăng tướng họp mặt các tướng trong thành nói: "Ta vừa nghe tin Thiên Tử đã không phát binh lương, lại giết người dâng sớ, giặc đánh ngoài thành như ong vỡ tổ. Trong triều Thiên Tử nghe lời xảm tấu, không kể gì đến những người đem thân chống giặc giữ sơn hà. Như vậy thì Trụ Vương đã muốn mất nước, chứ đâu phải chúng ta bất trung. Nay thiên hạ về Chu hết 9 phần, chúng ta có liều thân giữ ải này cũng vô ích." Bành Tuân nói: "Vua không minh, triều thần sẽ có cách làm cho vua tỉnh ngộ. Còn bổn phận chúng ta là tôi nhà Thương, suốt đời ăn lộc vua, đến lúc binh biến lại bỏ nhiệm vụ sao phải? Mặt tướng xin liều thân một trận rồi sẽ tính." Nói rồi lên ngựa ra trước ải nạt lớn: "Tướng Chu tên họ là chi?" Ngụy Bôn nói: "Ta là Tả Tiên Phong Ngụy Bôn, còn ngươi là ai mà dám ra đây chịu chết? Nếu biết cơ trời, mau dâng ải đầu hàng, bằng chống lại ắt ngọc đá đều tiêu hết." Bành Tuân nổi giận mắng: "Ngụy Bôn, ngươi bất quá là một đứa tay sai, sao dám khoe tài trước một viên đại tướng?" Nói rồi đâm một thương, Ngụy Bôn đỡ ra rồi đâm lại. Ngụy Bôn là một hổ tướng, Bành Tuân cự không lại, chỉ đánh được 30 hiệp rồi bại tẩu. Ngụy Bôn đuổi theo, Bành Tuân liền quăng cây bút xe lên, hóa ra trận Hạm Đạm. Bành Tuân vào trận ấy, Ngụy Bôn cũng đuổi theo. Bành Tuân vỗ tay một cái, sấm nổ vang trời, Ngụy Bôn cả người và ngựa đều tan nát ra trò, một luồng khói đen bắn thẳng lên trời. Ấy là hồn Ngụy Bôn về đài Phong Thần, Bành Tuân thâu quân về ải. Quân thua về báo với Tử Nha. Ngụy Tiên Phong xông trận, nghe sấm nổ một tiếng, cả người và ngựa đều nát ra trò. Tử Nha than: "Thương thay, Ngụy Bôn nghĩa dũng, rất uổng đấng anh hùng." Bấy giờ Bành Tuân vào ải, thuật chuyện cho Từ Cái nghe. Từ Cái vị tình, điểm công thứ nhất. Hôm sau, Từ Cái nói với các tướng: "Trong ải thiếu lương mà triều đình không phát, ta biết tính làm sao. Tuy thắng một trận hôm trước, song thổ thành cũng không được." Các tướng còn đang bối rối, bỗng có tin tướng Chu đến ngoài thành khiêu chiến. Vương Báo tình nguyện cầm kích cưỡi ngựa ra thành, thấy tướng Chu mặc thanh y thanh giáp, liền hỏi lớn: "Tướng Chu tên gì đó?" Tướng Chu đáp: "Ta là Ký Châu Hầu Tô Hộ." Vương Báo nói: "Tô Hộ, ngươi là người bạc tình vô nghĩa, mình là quốc thích, quan hưởng tiêu phòng, chẳng lo trừ giặc giúp vua, lại đầu Chu phản Trụ, nay đem binh lấy ải, sao không biết xấu?" Nói rồi không đợi Tô Hộ trả lời, đâm tới một kích. Tô Hộ đưa đao lên đỡ, hai người hỗn chiến một hồi. Tô Toàn Trung, Triệu Bình, Tôn Tử Võ đồng áp vào giúp Tô Hộ vây Vương Báo vào giữa. Vương Báo cự không lại, giục ngựa chạy ra ngoài thành. Triệu Bình đuổi theo. Vương Báo vỗ tay, hóa một luồng sét đánh vào mặt Triệu Bình, nám đen. Triệu Bình liền sa xuống ngựa, bị Vương Báo đâm một kích bay hồn. Tôn Tử Võ tiếp theo cũng bị Vương Báo dùng phép ấy giết chết nữa. Cha con Tô Hộ thất kinh, quay ngựa chạy ngay. Vương Báo thâu binh về ải. Cha con Tô Hộ về trại, thưa lại các việc với Tử Nha. Tử Nha khiển trách: "Sao không liệu thế mà lui, để hao hết 2 tướng? Tô Toàn Trung thưa: "Nếu đấu lực thì liệu sức mà lui, ngặt nó có phép dị kỳ, vỗ tay thành luồng sét, đánh thì chạy sao kịp." Tử Nha nghe nói thêm buồn, ngồi tính kế trừ tướng giặc. Hôm sau, Khương Thượng hỏi các đệ tử: "Các người có biết cách nào trừ tướng địch chăng?" Lô Chấn Tử nói: "Xin nguyên soái cho tôi ra trận bắt tướng địch." Tử Nha nhận lời, Lô Chấn Tử đến trước ải khiêu chiến. Quân vào báo, Từ Cái nói: "Tướng nào muốn ra trận?" Bành Tuân liền vác giáo, kéo binh xông ra, thấy tướng Chu mặt mày kỳ dị, liền hỏi lớn:
Ngươi tên là chi, dám đến đây múa may như vậy? Lôi Chấn Tử nói, ta là em Võ Vương, tên Lôi Chấn Tử. Bành Tuân nổi giận, đâm một thương, hai tướng hỗn chiến một hồi. Bành Tuân theo cách cũ trá bại bỏ chạy, nhưng chưa kịp làm phép, thì Lôi Chấn Tử đã bay theo. Bành Tuân không rẻ Lôi Chấn Tử biết bay, nên trở tay không kịp, bị Lôi Chấn Tử đập vào vai một búa hạ mã. Lôi Chấn Tử chặt lấy thủ cấp, đem về nạp cho Tử Nha. Tử Nha mừng rỡ, thưởng công Lôi Chấn Tử rất hậu. Bên kia, Từ Cái nghe quân vào báo. Bành Tuân tử trận, bị tướng địch cắt đầu, bêu trước dinh làm lệnh. Từ Cái nói, ta nhắm không thể giữ ải này được, đường thuận nghịch đã rõ ràng, các ngươi còn đem sức chống lại làm chi? Vương báo thưa, xin chủ tướng chớ nắm này, để nay tôi bắt tướng dẫn về. Các bạn thân mến, về lời bàn, dục vọng con người làm cho trí khôn bị mờ ám. Diễn tả cái tàn ác của trụ vương, tác giả đã quy về cho Đắc Kỷ hết. Đắc Kỷ là một người đàn bà, dựa vào sức mạnh của một quân vương, nắm cả vận mệnh của một nước, vẫn biết đó là lối trình bày của tác giả. Song việc trụ vương mê Đắc Kỷ là chuyện thực, chuyện có trong lịch sử Tàu. Nhưng chúng ta có tin được một ông vua ngu ngốc như vua Trụ, giặc đánh ngoài ải, tướng trấn ải dâng sớ về lại chém người dâng sớ, không chịu cấp binh lương không? Cũng có thể do con người say mê nhục dục, đến độ mất trí trở thành cuồng loạn. Chúng ta cũng không cho tác giả đã diễn tả quá sỗ sàng. Trong đời có những cái phi thường đến nỗi chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Thời nay cũng vậy, trong thiên hạ thiếu gì chuyện không tưởng, thì trụ vương mê sắc, nghĩ đến những việc người thường không ai nghĩ làm là việc có thể có. Ở lĩnh vực tư tưởng, nhiều khi con người mất thăng bằng, thì ý nghĩ và việc làm đều mất thăng bằng. Người này có thể tin tưởng việc mà người khác không tin, hoặc không tin những cái mà mọi người đều tin tưởng. Thật vậy, tiểu sắc đam mê đến nước ấy thì còn gì con người, còn gì trí hiểu biết. Trụ vương chỉ là kết tinh của một thể chất nhục dục, gặp điều kiện uy quyền, ngồi trên ngai vàng điện ngọc, muốn gì được nấy, thì bản tính có đủ điều kiện nảy nở, làm cho con người hư hỏng.